Vì cô ta là người thứ ba trong cuộc tình mình, là người đến sau nhưng được ưu tiên, đúng không anh ơi? Còn đôi ta chúng mình đã sai ngay từ đầu mà, thật lòng chúng ta không thuộc về nhau, thế thôi anh ơi. Vì cô ta là người thứ ba trong cuộc tình mình, là người đến sau. Chúng ta